Xin kính chào toàn thể anh em khách quý, anh em khách thủ và tất cả những anh em đồng nghiệp. Lời nói đầu tiên, cho phép em được xin gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em nha. Và tiếp theo những video và những con máy trước nha anh em. Là hôm nay cũng xin trả hàng con máy kích cá điện tử 8 feet băm DP3 huyền thoại ha. Và cái bộ cáp ha, bộ cáp này là chuyên đi thả mát đến một vợt nha anh em. Đơn hàng này xin trả hàng cho anh Ngoan, khách hàng ở Kiên Giang nha. Thì đây là con máy của anh đây nha, máy đã hoàn thiện đây nha. Thì đây là cò bóp dài 3 mét cho anh nha. Còn đây là dây thả mát ha, thả mát chuyên cho anh em sử dụng mình đánh một vợt á. Thì chút xíu nữa em sẽ hướng dẫn cho anh em và giới thiệu đến anh em cách mình làm cho dây mát đơn giản, dễ làm và hiệu quả cao ha. Thì đây là tổng quan của con máy đây nha anh em. Thì đằng sau máy có dây kẹp dây 6.0 ha. Thì dây đỏ là cộng, dây màu vàng là trừ. Thì dây màu vàng tương ứng với kẹp màu đen đây ha, là trừ nha anh. Còn đây là kẹp đỏ là cộng nha. Còn phía sau đây có quạt tản nhiệt ha, và có lưới chắn rác bảo vệ đầy đủ nha anh em. Đây ha, đây lưới này nó giúp rác nó không bị vào cánh quạt, không bị gãy cánh quạt á ha, và rác không được vào máy luôn ha. Còn hai cặp cùng màu này là ghi chữ cò bóp nha. Thì anh mình lắp dây cò bóp này vào đây nha anh, mình vặn ra nó có cái lỗ mình xỏ vào ha, rồi mình siết lại. Còn đây là mặt trước của con máy đây ha. Để em ký hiệu chữ tần số đây luôn nha, để cho anh được nắm ha, tại vì em cũng mới ráp, em chưa có ghi kịp. Đây ha. Thì mặt trước em thiết kế là có hai cọc ra đây, cọc đen, cọc đỏ và một cái núm chỉnh, một công tác chuyển chế độ đánh ha. Thì hai cọc này là hai cọc khác màu, màu đen là mình đi mát thuyền ha, còn đây là cái cọc đỏ mình đi bên vợt nha. Còn đối với anh đi bộ thì bên anh lắp bên tay nghịch cọc đen, tay thuận cọc đỏ ha. Đây là mát thuyền nè, mát thuyền làm dây cho anh nè, nó mình vặn ra, mình có lỗ mình xỏ vào thì mình xỏ công dây này vào thôi ha. Còn ở dưới đây là cái công tắc chuyển chế độ đánh nha. Thì chế độ đánh đây là em làm cho anh là hai chế độ đánh, chế độ đánh lì và chế độ đánh trộn sung, băm sung. Thì em ký hiệu là chữ băm và chữ lì ha. Mình chuyển sang chế độ đánh băm là mình sung nó nhịp ha, tự động nhịp. Và em canh theo mặc định rồi, anh cứ cần chuyển qua anh đánh thôi ha, không cần căn chỉnh gì nữa. Còn bật qua trên đánh lì ha, đánh lì là kiểu đánh đánh lì hoài nha anh em, đánh miết hoài ha. Nói chung là kiểu như máy cơ ngày xưa ha, là nó không băm không nhịp ha. Còn ở trên đây là nút chỉnh tần số ha, tần số nè. Thì anh về anh để mức 3 hoặc là mức 4 cho em. Nếu anh đánh cảm thấy con cá nó trào lên mặt nước là nó nổi đạt, nó đẹp, nó rút gần cái quật, lật ngang nó chết, thì anh đó anh để tần số đó anh đánh ha. Còn trong trường hợp anh cảm thấy con cá chết yếu thì mình chỉnh tần số mạnh lên chút xíu. Thì muốn mạnh lên thì mình vẫn theo chiều kim đồng hồ nha anh ha, theo chiều kim đồng hồ là mạnh dần và ngược lại nha, ngược lại là yếu dần. Còn trong trường hợp mình cảm thấy con cá chết tim, chết liệm, chết lì là nó chết lưng lửng mặt nước mà nó không lên thẳng được, mà nó chìm xuống, thì lúc đó anh vui lòng mình giảm tần số lại chút xíu nha anh em, tại vì mạnh quá thì cá sẽ chết tim, chết chìm ha. Nó chung là tùy cơ ứng biến mình chỉnh tần số nó phù hợp, đăng cá rút gần quật ha. Rồi trước khi test máy á, thì em sẽ giới thiệu sơ lược về nội thất bên trong con máy ha, và để cho anh em được anh Ngoan được xem nội thất con máy của anh luôn, và chẳng giới thiệu đến anh em để anh em được tham khảo luôn nha. Thì dòng máy này em cũng đăng khá nhiều trên trang của em rồi, nếu anh em có theo dõi thì anh em sẽ thấy được nha, cũng khá nhiều nha. Đây là nội thất bên trong của con máy nha anh em.
Thì linh kiện làm là đây, anh em nhìn thấy ha, trao trước tỉ mỉ, con máy rất là gọn gàng ha. Thì bên em làm là em không nói không với linh kiện loại thường nha anh em. Em chỉ làm loại linh kiện tiêu chuẩn, loại tốt để phục vụ cho đến anh em ha. Mục đích là để con máy nó đạt hiệu quả cao, độ bền cao và cái độ an toàn cho anh em khi sử dụng ha. Rồi em xin đóng nắp lại và tiến hành test con máy cho anh nha. Anh em nào có yêu quý mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em, để được xem những video mới nhất từ kênh của em ha, và sau đó là ủng hộ một cái niềm động lực tinh thần đến với em ha. Em cũng cảm ơn anh em ha. Còn anh em nào có quan tâm mua máy, muốn mua máy thì cứ việc liên lạc trực tiếp cho em, số điện thoại em để trên góc màn hình nha. Thì con máy này mình có thể đánh sử dụng bình 30A nha anh em, nói chung là bình ắc quy hoặc là bình pin vẫn được bình thường ha. Nói chung là cũng không gắn bình. Và dòng này thì chuyên đánh cá tổng hợp nha. Đánh cá tổng hợp tất cả các loại cá, nước ngọt trong, ngọt đục, ngọt phèn, ngọt nhiễm nạp chất đều đánh được. Thì con máy họ tổ chức năng đầy đủ luôn nha anh em. Nãy em không, nói chung là những chức năng đó thì quá thông thường rồi ha. Con máy này em cũng vẫn làm, nên em cũng tính không nhắc, nhưng mà sẵn đây em nhắc lại cho anh em ha. Thì con máy này có chức năng đầy đủ là chống kẹp ngược, chống chập vợt, chống quá tải qua dòng ha. Nè, mình vặn ra thì có cái lỗ mình xỏ vào. Đây, mình xỏ dây cầu bóp này vào đây nha anh. Đó, xỏ vào mình siết lại ha. Nói chung là này rất chắc chắn nha anh em. Mình làm cầu bóp rồi để mục đích cho anh em nè. Con máy nó gọn gàng, cọng dây nó không theo lòng thòng theo máy ha. Đó. Thì mình sử dụng xong thì mình vặn ra mình tháo thôi, mình tháo rời dây ra được, con máy nó gọn gàng lắm ha. Dưới phần anh em xài lâu ngày thì cái dây cò này nè nó bị oxy quá, lâu ngày nó bị hư, mình có thể tự thay thế được ha, nên không cần chấm cần hàng gì ở trong máy hết, mình chỉ thay thế con dây thôi. Rồi bây giờ tiến hành test máy cho anh nha. Thì trước khi anh hạ cái vợt xuống nước đánh, đối với anh đi thuyền hoặc đi bộ cũng vậy nha. Thì trước khi anh hạ vợt xuống anh nước đánh, thì anh lưu ý cho em, mình khởi động máy trước cho em một hai cái bóp cò trước ha. Đây, một hai cái bóp cò trước. Là mục đích này để con máy nó điện nó nạp vào tụ lọc, tụ bâm đầy đủ. Lúc đó anh em sử dụng máy nó sẽ bền và hiệu quả cao ha, độ mát máy ha. Rồi, trước tiên em xin thử chế độ đánh lì trước nha. Đây, tần số đang mức thấp nhất nha anh em, giảm tăng tần số lên nha. Đó, đó là tần số maximum nha. Thì dòng này vừa bán bộ, nó là dòng bán bộ bán thuyền nha anh em, có thể đi bộ được và có thể đi thuyền đều được nha. Chung là thuyền đơn, thuyền nhỏ nha. Thì anh em đánh trong vòng thì cái độ giết cá nó tầm là 1-2 mét nước đổ về ha. Nói chung là tùy cơ ứng biến anh em cách sử dụng khác nhau ha, tùy vào mực nước, mặt nước và mặt cá chúng ta đang cần đánh á, mình có chỉnh tần số này nó khác nhau cho nó phù hợp, nặng cá rút trận vợt cho anh em ha. Giờ chuyển sang chế độ băm sung, trọng sung. Đây, gặp tăng tần số lên đây nha. Đó, tần số maximum nha anh em. Rồi, tiếp theo xin thử phần chống chập vợt nha nè. Thì chập vợt là trong trường hợp chúng ta đang mang tải ha, ví dụ chúng ta đang đánh ở dưới nước, hai vợt đang dưới nước mà vô tình thì nó chạm lại, thì con máy có chức năng bảo vệ nó sẽ tự ngắt nha nè ha. Đây, chứ tuyệt đối trên bờ anh em không được lấy hai vợt chập lại thử lửa nè, chung là máy điện tử chúng ta làm như vậy nó sẽ hư máy nha anh em. Đó,
chập vợt nè, phần công suất không hoạt động nha, em nhả cò ra, bắp lại, máy hoạt động bình thường. Giờ bây giờ chuyển sang chế độ đánh lì nha. Đây, chập vợt, phần công suất không hoạt động ha, nhả cò ra, bắp lại, máy hoạt động bình thường nha anh em. Rồi, phần hướng dẫn sử dụng và test con máy đã xong nha. Rồi tiếp theo em xin hướng dẫn và giới thiệu đến anh em cách làm thả mát cho anh em chiên đánh mọc vợt đơn giản và hiệu quả nhất ha. Đây nha anh em, đây là dây thắng ha. Nói chung là anh em nhìn sơ là cũng biết rồi, nói chung là dây thắng xe đạp hoặc xe Honda hoặc là dây thắng máy kéo máy cài, nói chung là cũng khá thông dụng và khá thông thường đối với anh em ha. Anh em cũng khá hiểu biết rồi về cái phần này rồi ha. Thì đây nè, sử dụng cho anh là này là 8 sợi ha, 8 sợi dây thắng xe Honda ha. Thì anh hướng nè anh em nhìn thấy ha, thì mình chụm hai cái chụm mấy cái đầu này lại nè đó, còn dây điện mình quắn lên đây, quắn ngay cổ này và mình chấm hàng chắc chắn lại ha. Đây em chấm hàng sẵn cho anh rồi nè ha. Đó, lúc mình thả cáp á, lúc mình thả mát này nè, mình thả vừa lúc cái đầu này là được ha. Thì cọng dây này mình xả thẳng ra nha anh em, chứ không phải là quắn co cuộn vậy ha. Tại trên đây thì không cuộn vậy cho nó gọn gàng ha. Còn lúc mình thả thì mình thả xuôi xuống dưới luôn, mình thả thẳng hết dây ra luôn ha. Đó, mình thả vừa lúc cái đầu này là được. Còn cái đầu này thì chúng ta quắn băng keo lại ha. Chung là quắn băng keo lại cho trong trường hợp chúng ta đi rác nó không bị vướng vào cái đầu này nha anh em ha. Mình quắn băng keo lại cho nó cái độ xuông của nó ha, nó không bị vướng cỏ vướng rác. Còn trên đây thì em hướng dẫn em để trống vậy cho anh em để nhìn dễ nhìn thấy dễ dễ biết nha. Đó, còn mình sử dụng thì mình quấn băng keo chắc chắn lên cho nó bít cái gù này, mấy gù này nó sẽ bị vướng cỏ vướng rác ha. Thì cách làm này thì nói chung là anh em cái vật liệu này chứ đây là sợi chia thắng ha. Nói chung là anh em rất dễ tìm, dễ mua mình, nhưng mà nó hiệu quả rất cao nha anh em ha. Còn anh em đó, nếu mình có tùy vào điều kiện của anh em ha, chung là mình có thể sử dụng và dây cáp inox hoặc là dây cáp sắt. Mình sử dụng từ dây cáp từ 1,5 m đến 2 m ha, tùy vào cái trọng lượng, tùy vào cái kích cỡ của sợi cáp á, mình làm cái thiết kế nó sẽ khác nhau ha. Thì dây to hơn thì mình sẽ thể sử dụng dây số lượng dây ít lại, thì mình cũng chậm lộn lại như vậy nha em. Chứ anh em tuyệt đối đừng có sử dụng dây đơn ha. Đó, thì theo kỹ thuật máy bên em hỗ trợ cho anh em, hướng dẫn cho anh em làm cho nó đúng chuẩn và hiệu quả cao ha. Mình sử dụng dây đơn thì nó hiệu quả sẽ kém hơn so với anh em sử dụng nhiều sợi. Và đây ha, nên sử dụng nhiều sợi ha là nó sẽ hiệu quả cao hơn so với anh em sử dụng dây đơn. Rồi xong nha anh em, thì cái phần này chắc cũng dễ hiểu mà ha, đâu có gì đâu khó ha. Thì anh em còn dây á, chung là anh em sử dụng dây á, mình phải hàng vô đây ha. Còn trường hợp một số anh em nè, mình nghĩ ở nhà mình có dây á, có dây nhưng mà anh em để thời gian lâu ngày nó bị oxy quá rồi, dây nó đen á, nhưng mà anh em không hàng vô nữa, anh em chỉ quấn sơ sơ thôi. Lúc đó thì anh em thả mát thuyền á, thì anh em đánh hiệu quả nó không có đâu nha. Anh em lưu ý cho em ha. Dây cũ vẫn được nhưng mà mình phải hàng chắc chắn vào nha anh em, chứ mình để mình quấn sơ sơ mình buộc băng keo lại là nói chung là nó chỉ dính vậy thôi, chứ thực chất nó điện nó không dẫn vào được, lúc đó anh em đánh sử dụng máy nó không hiệu quả ha.
Rồi, phần hướng dẫn và test máy và hướng dẫn cho anh em làm cáp đã xong ha. Thì nói chung là kinh nghiệm của em thì là như vậy. Nếu anh em có kinh nghiệm hay hơn thì anh em có thể bình luận dưới video, và em có thể nếu anh em có thấy cái cách nào hay hơn á thì anh em có thể chia sẻ cho em ha, để em chia sẻ lại cho những anh em kích thủ khác để anh em tham khảo ha. Còn thì theo kinh nghiệm của em thì em hướng dẫn cho anh em nãy giờ rồi, thì cách làm cho em là như vậy, là anh em sử dụng trong thời gian qua đánh rất đạt và rất hiệu quả ha. Còn một số anh em là có cách làm hay hơn thì anh em có thể chia sẻ lại cho em, để em chia sẻ lại cho những anh em kích thủ khác ha. Rồi, cảm ơn anh em nha. Rồi, em cũng video cũng khá dài rồi nha anh em. Em cũng xin tạm dừng video tại đây. Thì trước khi kết thúc video em cũng có đôi lời chúc sức khỏe đến gia đình anh Ngoan, khách hàng ở Kiên Giang, và sau đó là toàn thể anh em kích thủ ha, anh em khách quý và tất cả những anh em đồng nghiệp nha. Chúc tất cả luôn luôn có sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt và vụ mùa bội thu. Trong video có gì sai sót hoặc là sơ suất cũng kính mong anh em vui lòng thông cảm bỏ qua nha. Còn anh em nào có yêu quý mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em, để mình có động lực phát triển kênh ha. Có động lực làm ra những con máy để chất lượng hiệu quả cao, để phục vụ đến anh em kích thủ ha, phục vụ đến anh em đam mê. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn và xin chào tạm biệt anh em, và xin hẹn gặp lại anh em vào những video và những con máy tiếp theo nha. Thì những đơn hàng tiếp theo của anh em đã đặt bên em, em cũng cố gắng hoàn thành sớm nhất để kịp trả đơn cho mấy anh ha.